Tao mày đừng có ghiền là phải lao động. Từ khi còn bé là theo lão đại là để kiếm tiền. Người cầm quyền mà thay lão đại. Khi mỗi lúc mà ổng vắng nhà mà tao là người mà ổng tin tưởng này, cánh tay phải này vốn thật thà. Nào là thuốc mà nào là rượu, một mình tao là phải quán xuyến mà ngồi ghế bành, hai tay chỉ trỏ chỉ uống nước trà và nghe vô tuyến. 3 giờ sáng cái thật nhộn nhịp, khu biên giới là như rạp xiếc mà người tải thuốc mà người tải rượu, xe tải hàng là trên 100 chiếc. Mày đừng bao giờ mày lạc vào đây, mày cầm máy ảnh mày chụp các kiểu, một hồi là đầu lỗ máu, chú phóng viên là khỏi phát biểu. Động tác nhanh thẳng xa lẹ đó là điều mà mày phải có, mày vượt biên giới mà lề mề thì xác định là ngủ với chó. Một nụ cười mà rất thân thiện, hai ánh mắt mà đầy chiều mến, mà đó chính là cái ngày lão đại. Khi nhìn thấy cái hàng cặp bến, lại là tao là phải điều khiển để cả đội nhà đây buông hàng kiểm, để đề phòng cái hàng thất thoát, lão đại chê chưa đủ điểm. Yeah. Bay trên mặt nước chở chục ngàn cái bao thuốc lá là chạy dở đầu là cao cả thước. Đừng bao giờ mà mày ngạc nhiên khi nhìn thấy cái thằng này thuốc, một cậu bé chỉ 15 tuổi là ba đài đồ là nó chơi thuốc. Chịu biên giới thì mày sẽ thấy xe tải hàng nó chở gỗ tạp, mà nếu lỡ thấy thì đi nhanh, mày đừng ngó ngó một hồi ăn đạp. Mày đừng có ngu mà hỏi ông Cang mày sao gỗ tạp ông chở làm gì, mày né không ra. Mà nếu không muốn vô trong đồ ngồi ăn củ mì, mỗi chuyến hàng mà ta chót lọt tỷ số ta được ăn chia, đồng tiền mà tao bỏ túi là công sức mà thức tới khuya. Nếu gặp tao thì vào ban ngày, nếu mệt mỏi thì đi theo tao, mày sang nông bên mày chơi cho biết, casino nằm ở trên cao, chơi xả láng mà sáng về sớm mà không việc gì mà mày phải ngại. Từ massage cho đến động chứa đều mang tên là của lão đại. Các em gái nhìn trông thật xinh, mà nếu mày muốn thì cứ gật đầu, tao cho mày thấy cái bầu không khí phê pha cùng gái vô lầu. Yeah. Đồ ngon mày nếu muốn bay thì mày cứ lựa, kẹo trên dĩa là cả trăm con, hàng buôn bán là hiên ngang, khu lão đại không ai dòm ngó. Mày cần lại kết mày mua tính lạng, nhưng bên đây là nó tính bó. Bước vào đây mà tao thách mày kiếm đã được cái cân tiểu ly, vì mỗi lần mà hàng xuất bãi đều được tính là hàng 100 ký, mà tính theo quý mà ngày 3 lần, sáng trưa chiều mà ra đều đều là vài 100 ký. Mà khu giải trí chơi bao nhiêu là cho đủ, thôi đi về vì tối nay mà tao còn lo hàng xuất bãi, hàng ê chề mà hàng ông lớn rồi hàng ông nhỏ, ngồi tính nhẩm trên cả 100 tấn. Mà mỗi kiện hàng mà qua chót lọt được tao tính là không cấn, mà nhìn tao làm mày trông rất dễ như con nít mà ngồi dọc cát. Mày trẻ hàng về mày phải cân não, sai một ly là mày bỏ xác. Mà hàng được trẻ mà về ban đêm thì đường rừng là bước đều bước, cái thằng đi trước rồi thằng theo sau, kè thẳng hàng như là cái thước. Mày chuyển đến nơi tay cao hàng thật bình tĩnh rồi nhận tiền, luôn khẳng định mà cho nó biết tao chính là người cầm quyền. Yeah. Chính là người cầm quyền. Yeah.